Hello, welcome back. Chúng ta chơi Rani Mob Picking. Đứng đây mà chờ đợi đi. À thôi thôi thôi, đi vào kia luôn. À, con lợn này. Mà cuộc đời không giống như mơ. Con lợn trong này nó không giống, không không giống như trên cái ảnh này. Nó mà móp lại giống thế này thì kinh điển. Các bạn đang xem trên kênh của mình, của hệ thống kênh của mình. Video sẽ được phát trực tiếp vào lúc 11 giờ. Hôm nay không thấy cái vật dụng gì nhỉ? Lốc này, chìa khóa này. Chìa khóa này mình không biết. Chưa từng gặp cái chìa khóa màu xanh xanh đúng không? Mà mình mở được thế nào không biết. Và mình đã mắc kẹt trên tầng trên rồi. Wow. Chưa quá ngôi nhà nhỏ sẽ vứt đây. Xem có cốt, à cũng có cốt này. Chúng ta tìm được cái gì thì mình triển thôi. Mang vào mà lắp ghép thôi. Đấy quài. Ủa cái này đâu nhỉ? Đâu rồi? Không thấy một cái vật dụng nào khác cả. Không thấy cái gì cả. Ủa, súng à.
đời đời biết ngay trong này. Mày kìm mới rồi. Chúng ta sang Hotel Run. Wow, game này có vẻ khá là mượt. Dòng bão là dòng bão ở trong game đấy, nghe ồn ào quá. Trời, vừa vào game thì bắn nhau bùm bùm này. Những con vẹt này hay quá. Ôi. Ôi ghê ôi. Quay là chim, chim không biết bay. Cái gì đây? Tưởng hết năng lượng. Ái trời ơi, chim què rồi. Cái phun này tình trạng quá tải năng lượng sẽ xảy ra đấy. Hết năng lượng, hết năng lượng. Nhiều, nhiều lượng bán. À đây, con này, chim khủng long. Một con chim máy. Đây chơi với con chim ba đầu rồi nha.
auto luôn. Auto luôn. Ô tô để từ từ bắn, chạy bắn cho quái. Ơ, đứa nào biến thành cái tủ lạnh như này. Cái gì này? Hỏng xe rồi. Ôi, tên lửa nó bắn nó đã ghê không? Ghê. Tiếp viện. Đã chơi game trên này nó hơi giật. Chúng ta chơi rồi. Tăng sức mạnh. Chơi tăng sức mạnh làm cái gì để nhận thưởng à? Người duy nhất sẽ sống sót. Màn này xanh xanh này đẹp này. Thắng cái màn này mình mới ao được. Ôi.
Ui dồi ôi, tưởng tưởng con quái vật nó chui ra thì nó chưa chui. Xem đây có gì nào. What? Có kim. Ta có mấy kim. Có con này. Nên mình sẽ lùi bước về sau nhé. À. Đừng để cái pha đồ bị đập. Pha đồ đập thì đi chậm lắm. Dây nữa. Phải đuổi khá khát đấy. Người ngoài hành tinh gì mà có hai cái mắt, mắt chả thấy đâu mà có toàn răng này. Ông làm gì thì ông làm đi. Ốc vậy. Nó đang đuổi đằng sau rồi. Một pha chạy trốn mà không thể nào tuyệt vời hơn. I see you. Ô má ơi. Có miếng thịt kìa. Đừng sợ. Con này ngu quá. Trong game trời cũng nhá nhem, đúng rồi, lúc hàng hôn tối. Đù cho toàn nhà đắt tiền này, xây thế nào được. Build nào, chúng ta sẽ build lên cái ngôi chùa này. Xoay nhanh là tối nhá. Hết gỗ rồi. Chơi được đấy. Tuy là trong game rất là tối nhưng mà nhìn vào nó vẫn sáng sủa, nó như ban ngày. Công trình này của mình là có 213 chi tiết. Trong đó có khoảng 200 chi tiết làm bằng đá. Còn 100 chi tiết làm bằng gỗ. Đá điểm trước mình đào được một ít rồi. Còn gỗ thì còn có nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ xây nốt cái công trình này để vươn tầm thế giới, hướng tới những công trình khác còn cao, cao hơn.
để rồi cho mọi người sẽ phải đi vào đây và ui ôi, bao nhiêu người chiêm ngưỡng công trình của mình này, nhìn này, các bạn đang ở nơi khác đến thăm đấy, chắc khen thử, khen đẹp quá chứ còn gì nữa. Ai xây cái công trình này có lối vào không? Xây nốt cái này đi. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Này, mình có thể dùng kim cương mà bấm cho nhanh nhưng mà thôi ai làm thế. Chơi game chúng ta không nên hack làm gì cả. Chỉ hack tiền những cái trò nào nó sẵn thôi. Khó quá thôi. Trò này dễ này mà. Rồi. Ổn chưa? À, một khúc gỗ trong này tương đương với một cái cơm. Rồi mọi người đâu hết cả rồi nhỉ? Có cô em ra cô đòi nói. Thế là phải cho ăn rồi. Ngoài trời đang mưa. Mưa thì kệ mưa thôi. Trò chung trò này cũng khá là dễ, nó là cái mini game nhỏ thôi mà. Chưa giật dây mà tốn 30 vàng của tôi. Oh,
Để cho mèo vào thu hoạch rau nhá. Rau này là thu hoạch xong tí lại ăn luôn mà. Rau sạch đấy, rau sạch trong vườn. Ok chưa, ok chưa, hết nhiệm vụ chưa? Hey, chưa sang là stick vô. Hết cả vàng rồi. Tăng tốc độ đào vàng lên. Trời, bên này đã có một chém rồi. Mình đủ dân là mình chiến thôi. Anh em tu tập. Attack. Chê này, mang cả cái trượt ba tanh này để mà đỡ à. Ôi ôi, chết cả đôi hình rồi. Thu thân. Chúng ta chơi bài zombie. Cô nhìn đây này. Màn này có mấy con này có gì đâu, zombie bay à. Mạnh phết.
Boom. Trời, bắn xuống cọp luôn nè. Càng cố chậm. Hỗn loạn quá. Ui dồi ôi, nó dài đông rồi. Không nhìn thấy cái gì cả. Chơi Sonic. Rồi mới vào thôi. Rồi mới vào cho mình như thế này. Vòng đua này thì sớm kết thúc bởi vì đàn này rất khẩn trương. Chưa bàn cuối cùng. Nhớt rồi. Đang định chơi mấy game racing mà tự nhiên có trò này ra quá tuyệt vời.
là chơi scare thì chưa. Go on, sweetie. Open up your surprise. That. Don't worry, my dear. Miss T is here. này có khó khó dã man. Thứ chúng ta tìm kiếm đó là một cái lồng bẫy chuột. To the masquerade party. Of course, I can look good in everything. Ô, chỗ nào nhỉ? Chà, trời ui. Trời cái màn này lâu ơi. Hết máu rồi. Lọ thế nhỉ. Đây một cái bụi rồi. House, thử chúng ta đang cầm đây nè. Thì chúng ta sẽ thắng. Hôm nay nhạc của game không thấy có nhỉ. Mọi khi nhạc game ầm luôn.
Đây là bụng hai đấy. Ui u. Đây là sang sang một game khác. Vậy sang cái book 2 thua mất. Sang book này là... À, tối đấy. Ôi trời ơi, thằng Ran. Ha ha, chúng ta sẽ chạy vào khu thành phố rồi. Lướt thằng mình gặp cái tiền cái gì. Không làm mà quan mà. Còn 20k bỏ vào thuốc nổ ấy. Súng lại tấm bộ. Sang cái trò Tiny Kingdom. Nó đông thế. Binh đoàn mình một tí mấy dân này. Cô vẫn đi này. Cấp được có ngựa này, ngựa chiến thôi. Có rồng. Ăn nó con rồng này.
Đồ này máu trâu thế. Oh no. Cái này sẽ ăn được bởi vì đang nâng thêm một con. Và mấy con bắn tên ông đứng ở đây. Phun nó chả chết à. Ăn rồi. Nếch à. Tụi tăng thì mình. Chơi game như những cái chấm đen đen, chấm nhỏ nhỏ như kiến ấy, đánh đâu như kiến. Zoom được không? Để zoom được, zoom được. Cùng zoom được. Ngựa khỏe lắm, ngựa chém bay những cái đồ hình kiến này. Sát nhân luôn. Ủa. Nào thế. Ui, xin em bấm rồi. Coi chừng lão ta. Đâu rồi? Coi chừng lão ta. Ghê thiệt. Gây cấn thiệt. Thank you.
búa. Ta cần tìm một cái kìm nữa. À, chìa khóa kìa. Đây có một chìa khóa kìa. Kìa rồi, bị vứt búa kìa rồi, tí nữa còn sang bên kia nữa. Quá cái này chưa quán nào. Chúng ta thiếu một cái kìm. Ô, kìm đâu nhỉ? À, kìa rồi, kìa. Không mấy được à?
làm cái clip này mà tải cái game này mà mấy cái kênh nó bắt chước y hệt luôn, sợ thật. Tải game giống hệt luôn. Chơi thế nào được đây? Hey, you. Yeah. Chơi thế nào với anh? Ô, chúng ta có 3 viên đạn này. Vừa ăn cơm xong mình là quay tiếp luôn. Đừng hỏi anh tại sao. Ôi. What the? Oh là là, chúng ta đã. Lại sống lại rồi. Ông thích dê. Con máy này của mình chơi game này không hề giật thế hay. Trong khi chơi mấy game khác cũng giật bác. Chơi cái kích chơi giật giật. Trong game này có một nơi có một con cá sấu, mình chưa được đến đó bao giờ. Màu hồng trong game này đặc trưng này. Đây phiên bản mob này. Ồ, có tiếng bước chân. Ui. Này chịu rồi, thế này chịu rồi.